đấy, Mù Cang Chải là một huyện là vùng cao của tỉnh Yên Bái với trên 90% là đồng bào dân tộc Mông. Và điều mình muốn nói với các bạn hôm nay đó chính là văn hóa của dân tộc Mông. Và mình rất là muốn giới thiệu với các bạn về những cái đặc sắc của người Mông trong cái xu thế hội nhập về văn hóa hiện nay. Thì người Mông có những cái đặc sắc gì? Và mình rất là muốn giới thiệu rằng là họ hòa nhập rất là nhanh với xu thế văn hóa hiện đại. Và hòa chung với xu thế đó thì ngay từ khi còn nhỏ và các bạn trẻ, nam nữ thanh niên bây giờ họ rất là yêu thích cái văn hóa hiện đại và họ đã tự tìm một cái hướng cũng như là sáng tác ra những cái điệu nhảy ca khúc rất là tuyệt vời, vừa mang bản sắc dân tộc mà lại vừa hòa nhập với xu thế. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi đến bản cung 11-6-1-dề của huyện Mù Cang Chải để chúng ta cùng thưởng thức một trong những cái nét văn hóa đặc sắc đó nhé.